Chào các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Trong một mối quan hệ linh hồn song sinh, khi chúng ta hiểu rõ được những giá trị mà ta nhận được từ những cái mối quan hệ này, thì chúng ta sẽ có thêm niềm tin và có thêm động lực để đối diện với những cái vấn đề, những trở ngại trong cái hành trình của một mối quan hệ linh hồn song sinh. Và trong chủ đề lần này, thì Quốc Anh sẽ chia sẻ những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu được khi trong một cái mối quan hệ linh hồn song sinh, những giá trị, những niềm tin mà chúng ta sẽ nhận được trong mối quan hệ này. Bên cạnh đó là Quốc Anh sẽ chia sẻ một cách chi tiết và cụ thể hơn để chúng ta có thể phân biệt được một mối quan hệ nghiệp quả khi chúng ta đối diện với nó. Bởi vì một mối quan hệ nghiệp quả dường như nó có chung một bản thiết kế tràn đầy năng lượng giống như một mối quan hệ linh hồn song sinh. Tuy nhiên có những khác biệt rất lớn. Nếu như mà chúng ta không có cái sự nhận biết đúng đắn thì chúng ta sẽ đối diện với vô vàn thử thách trong một cái hành trình trước khi gặp linh hồn song sinh của mình. Trước khi vào hai chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ một trải nghiệm cảm xúc của một người đang trong một mối linh hồn song sinh. Các bạn cùng lắng nghe. Khi linh hồn song sinh của tôi xuất hiện, anh ấy đảo lộn cuộc sống của tôi và đưa ra tất cả những vấn đề được chôn giấu bên trong những lớp ẩn giấu trong tâm hồn tôi. Thông qua mối quan hệ này, tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm của cảm xúc và bơi trong hạnh phúc ngây ngất, đôi khi cả hai cùng một lúc. Mảnh ghép mà anh ấy mang vào cuộc sống của tôi là mảnh ghép đã kích thích sự biến đổi của tôi. Nhìn lại cuộc đời tôi có thể thấy rằng đó cũng là khoảng thời gian hoàn hảo. Đây là cái giá chúng tôi phải trả cho sự kết hợp đẹp đẽ này. Chúng tôi phải thanh lọc nỗi đau giống như một con sâu bướm tự xây cái kén và sau đó giải thoát mình khỏi nó như một con bướm. Linh hồn sinh đôi của tôi là người khởi xướng và là người thúc đẩy quá trình thiêng liêng đó. Rất có khả năng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng giữa một loạt các cảm giác khác trong hành trình. Để sống sót sau những biến động của cuộc gặp gỡ này, bạn có thể bắt đầu một cuộc tìm kiếm những người chữa lành để có thể hướng dẫn bạn vượt qua biến động. Có thể bạn chưa từng đi trên một con đường tâm linh có ý thức trước đây. Linh hồn song sinh của bạn đi vào cuộc sống của bạn để hỗ trợ bạn học cách vượt lên chính mình. Những sự thật không thể lay chuyển mà bạn tiếp cận trong suốt hành trình này sẽ mang đến cho bạn những biểu hiện sâu sắc nhất về tình yêu. Đây là cơ hội để giúp bạn biết bạn là ai và phát triển lòng can đảm để chia sẻ nó. Bạn đang được chuẩn bị để phục vụ nhân loại bằng cách sử dụng những món quà thiêng liêng của bạn. Đây là sự khởi đầu của bạn. Và chúng ta đến với chủ đề đầu tiên. Đó chính là những giá trị cốt lõi về niềm tin và những điều tốt đẹp mà mình nhận ra được trong một mối quan hệ linh hồn song sinh. Những điều này chính là động lực để chúng ta có thể đối diện với những cái khó khăn và để vượt qua những cái trở ngại trong mối quan hệ linh hồn song sinh để hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Và chúng ta hãy đi sâu vào những gì là hoạt động bên trong của mối quan hệ linh hồn song sinh để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách nó làm việc và những lợi ích mà nó mang lại là gì. Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy khi ở trong một mối quan hệ song sinh là mọi thứ bạn đã từng được dạy hoặc nghĩ rằng bạn biết về tình yêu rất khác biệt so với những trải nghiệm mà bạn trải qua ở mối quan hệ này. Tình yêu thực sự có thể ảnh hưởng đến bạn và chiếm lấy cuộc sống của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng điều này không có nghĩa là sự ám ảnh và cảm thấy phụ thuộc vào nó. Bạn có giá trị của bản thân bạn. Trên thực tế, đó chỉ là tình yêu và mong muốn điều tốt nhất cho đối tác của bạn
mà không phụ thuộc vào họ. Điều thứ hai, bạn sẽ biết tại sao ngọn lửa sinh đôi của bạn có mặt trên trái đất. Chúng ta thường tự hỏi tại sao một số người nhất định bước vào cuộc sống của chúng ta, nhưng không khó để nói lý do khi bạn gặp phải ngọn lửa sinh đôi của mình và thấy mình trong một mối quan hệ với họ. Chúng ta hãy nhớ rằng ngọn lửa sinh đôi không phải lúc nào cũng có nghĩa là tình yêu lãng mạn. Nhưng nếu có tình yêu lãng mạn thì đó là một tình yêu sâu sắc hơn. Và bạn sẽ biết tại sao người này lại bước vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không nghi ngờ về sự hiện diện của họ. Và ngay cả khi mọi thứ dường như không ổn, bạn có thể biện minh để cứu mối quan hệ vì nó quá quan trọng đối với bạn. Điều thứ ba là bạn sẽ biết được ý nghĩa của tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng có nghĩa là tình yêu lãng mạn, một cách hiểu chưa đúng về mối quan hệ song sinh. Chúng ta có thể thực sự bị thu hút bởi một người khác mà không bị thu hút về mặt thể chất đối với họ. Chúng ta nhận được những thứ từ họ mà những người khác không thể cung cấp cho chúng ta, và họ làm cho cuộc sống của chúng ta có giá trị bằng nhiều cách. Và khi bạn hiểu được hoạt động bên trong của mối quan hệ song sinh, bạn sẽ thấy mình phải đối mặt với ai đó theo cách mà khiến bạn vui vì bạn còn sống. Điều thứ tư, bạn có thể nhìn thấy bên trong bản thân mình theo một cách mới. Mình tin rằng các mối quan hệ ngọn lửa sinh đôi không chỉ giúp bạn kết nối với người đó một cách sâu sắc, mà còn giúp bạn sẽ hiểu về bản thân mình theo một cách hoàn toàn mới. Đối với những người trong hành trình khám phá bản thân kết hợp với ngọn lửa sinh đôi của họ, kết quả là vô giá. Điều thứ năm là bạn muốn trốn tránh khỏi thế giới cùng nhau. Ngọn lửa sinh đôi của bạn không chỉ là người bạn tâm giao của bạn, họ là người trong cuộc sống của bạn mà bạn muốn dành nhiều thời gian nhất. Bạn đừng bao giờ nghi ngờ về việc bạn đang sử dụng thời gian của mình như thế nào khi ở bên người này, và bạn tìm cách kết nối ở những cấp độ sâu hơn. Đối với thế giới bên ngoài, điều này trông giống như một mối quan hệ không lành mạnh, và ai đó thậm chí có thể sử dụng từ này do bị ám ảnh bởi những mối quan hệ nghiệp quả. Nhưng bạn biết sự khác biệt. Bạn là một với người này, và nó làm cho tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Điều thứ sáu, đó chính là sự nhượng bộ. Họ cho phép bạn trở thành con người của bạn, và họ nắm lấy mọi thứ về bạn, trong khi khuyến khích bạn khám phá những phần của chính mình mà bạn chưa từng biết tồn tại. Vì vậy, nếu bạn thấy mình trong một mối quan hệ song sinh, đừng lo lắng về cách người khác nhìn. Vẻ đẹp của những mối quan hệ kiểu này là chúng miễn nhiễm với những gì thế giới bên ngoài nghĩ, bởi vì chúng được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng, tò mò và thích thú. Đó chính là những giá trị cốt lõi mà chúng ta nhận ra được khi ở trong một mối quan hệ linh hồn song sinh. Khi nghĩ về những điều tích cực này thì đó chính là động lực để chúng ta đối diện với giai đoạn đuổi và chạy, và những cái khó khăn, những cái vấn đề ở trong một mối quan hệ linh hồn song sinh, để từ đó chúng ta có thể có những cái phát triển ở vật lý và tâm linh để hướng đến cái sự kết hợp của hai nửa linh hồn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác, đó chính là những cái dấu hiệu vô cùng quan trọng. Nó gồm 5 dấu hiệu cảnh báo bạn đã gặp ngọn lửa sinh đôi sai của bạn. Một cặp song sinh giả là người mà bạn gặp dường như có chung bản thiết kế tràn đầy năng lượng như bạn, nhưng họ xuất hiện để làm chất xúc tác cho sự phát triển của chính họ. Họ còn được gọi là người hút năng lượng, loại bỏ tần số rung động cao hơn của người khác.
Thể hiện mình như tấm gương cho bạn để điều khiển, bạn suy nghĩ rằng phải có điều gì đó đặc biệt về họ. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ khiến bạn cảm thấy kiệt quệ, lạc lõng, không xứng đáng với tình yêu và rất là đau lòng. Một trong hai bên có thể hoàn toàn không biết về những sự việc xảy ra ở cấp độ siêu hình, và mô hình mối quan hệ này sẽ xoay quanh và đưa bạn đến gần nhau và tách ra, cho đến cuối cùng bạn cũng học được bài học. Bài học cho thấy chúng không phải là ngọn lửa sinh đôi thực sự của bạn, nhưng vì bạn không tiến hóa một cách có ý thức đến mức bạn có thể phân biệt giữa hai người, bạn tiếp tục mô hình tiêu cực này và hy vọng về một cái kết quả khác. Có nhiều dấu hiệu và triệu chứng cảnh báo rằng ngọn lửa sinh đôi của bạn là giả. Nhưng 5 dấu hiệu sau đây là những dấu hiệu đặc trưng của một sinh đôi giả. Dấu hiệu thứ nhất, năng lượng của bạn bị rút cạn xung quanh người này. Dấu hiệu này sẽ phục vụ như một tiếng chuông báo thức lớn phát ra trong đầu của bạn. Sinh đôi thực sự của bạn sẽ làm trẻ hóa năng lượng của bạn và khơi dậy tuổi trẻ của bạn. Bạn cảm thấy như hai đứa trẻ chơi và sáng tạo cùng nhau, khôi phục cốt lõi sáng tạo của bạn. Sinh đôi giả khiến bạn cảm thấy kiệt sức, mất phương hướng và mệt mỏi hoặc lo lắng mà không có lý do. Điều thứ hai là bạn sẽ có một loạt các sự kiện không may mắn xảy ra xung quanh cuộc hội họp đầu tiên. Lốp xe của bạn bị xẹp trên đường. Bạn làm đổ một tách cà phê lên người. Bạn làm vỡ kính. Bất cứ điều gì xảy ra liên tục, những sự kiện không may mắn này sẽ xảy ra thường xuyên hơn bình thường khi ngọn lửa sinh đôi giả của bạn kề bên. Điều thứ ba là bạn cảm thấy trống rỗng khi không có người khác. Không nên nhầm lẫn với người chạy và giai đoạn đuổi theo tách đôi ngọn lửa. Vì khi tham gia vào một mối quan hệ song sinh giả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng khi người kia không ở quanh bạn. Bạn cảm thấy như thể bạn không thể yêu chính mình trừ khi người đó yêu bạn. Một nhu cầu không ngừng luôn luôn ở bên người đó của bạn, một sự khao khát và cô đơn, thiếu tự ái và giá trị bản thân. Điều thứ tư là bạn sẽ cảm thấy như thể bạn đang cho đi tất cả mọi thứ. Bạn cởi mở về mặt cảm xúc và sẵn sàng sẽ nỗ lực hết sức để khiến mọi thứ hoạt động, trong khi đối tác của bạn trở nên vô cảm với những điều đó. Sinh đôi giả sẽ không thể hiện bất kỳ sự hỗ trợ thực sự nào cho chiến thắng cá nhân của bạn, và có thể dễ dàng tức giận khi bạn thể hiện ý thức mạnh mẽ về sức mạnh của chính mình. Điều thứ năm là họ không còn ở bên bạn. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sinh đôi của bạn là sinh đôi giả. Sau khi trải nghiệm cái tốt và cái xấu, họ không còn ở bên bạn. Cắt đứt tất cả những liên lạc mà không quan tâm đến việc nhen nhóm mối quan hệ. Ngọn lửa sinh đôi giả đã hút năng lượng cần thiết và đã tiếp tục. Bạn buồn bã để lại mơ mộng và ám ảnh về quá khứ mà không có bất kỳ tiến bộ tâm linh nào có thể đo lường được. Đó chính là 5 dấu hiệu cơ bản nhất để chúng ta nhận biết được đó là một mối quan hệ linh hồn song sinh giả. Thì khi mà hiểu được rằng là cái người này là mối quan hệ, bản chất của họ là mối quan hệ như thế nào đối với mình, một mối quan hệ linh hồn song sinh thật hay là một mối quan hệ linh hồn song sinh giả, đó cụ thể là một mối quan hệ nghiệp quả hoặc là một mối quan hệ linh hồn tâm giao. Khi mà nhận diện được đó là mối quan hệ gì, thì chúng ta sẽ biết cách đối diện với những vấn đề khi chúng ta ở trong một mối quan hệ đó. Và qua chủ đề lần này, chúng ta cũng hiểu được là những cái niềm tin, những cái giá trị cốt lõi mà chúng ta nhận được khi ở trong một mối quan hệ linh hồn song sinh. Từ đó, chúng ta sẽ có động lực để đối diện với những khó khăn trong mối quan hệ này. Quốc Anh hy vọng rằng là qua video lần này với hai chủ đề thì lại tiếp tục
chúng ta truyền những nguồn năng lượng tích cực cho nhau để xây dựng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Các bạn xem video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn.